Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo được tỉnh triển khai thực hiện từ cuối năm 2019. Đến nay, huyện Ân Thi đã hoàn thành giai đoạn 2 chương trình theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã có nhiều biện pháp tích cực, từ việc rà soát đẩy nhanh tiến độ đến việc giám sát giải ngân các công trình được hỗ trợ. Ngay khi nhận được chủ trương của tỉnh về việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, thôn Cao Vân, xã Vân Du đã tổ chức họp công khai và rà soát lập danh sách hộ người có công hộ nghèo theo tiêu chí tỉnh đề ra. Ông Lê Thanh Truyền là bệnh binh, vợ chồng ông đều đã cao tuổi, không còn sức lao động, sống trong ngôi nhà xuống cấp đã lâu. Nay được tỉnh hỗ trợ, cùng với sự tham gia đóng góp của người thân trong gia đình, vợ chồng ông đã khẩn trương xây dựng ngay khi có quyết định hỗ trợ. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có cái chương trình như này hỗ trợ chúng tôi xây dựng nhà của những người chính sách và những gia đình nghèo. Sau khi mà chúng tôi nhận được cái chương trình cái là gia đình tôi cũng thực hiện ngay từ ban đầu. Bà Đặng Thị Hoan ở thôn Linh Đạo, xã Tân Phúc đã ngoài 70 tuổi nhưng chưa bao giờ bà dám nghĩ có một ngôi nhà khang trang để ở. Tháng 6 vừa qua, được sự hỗ trợ của tỉnh về việc xây nhà ở cho người nghèo, ngôi nhà đã được gấp rút thi công hoàn thành vào tháng 8 năm 2020. Giờ đây cuộc sống của bà không còn lo mưa, lo nắng. Nó dột thì tôi bảo là bây giờ già mất rồi mà không thể làm, có tiền mà chữa lại được. Nhà may quá nhà nước mới cho được ít tiền động viên các cháu nó hỗ trợ một tí, thế là thêm mà thì được cái nhà cứng cát đẹp hơn trước. Thế là tôi cũng phấn khởi đó. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, thôn Linh Đạo, xã Tân Phúc là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được hỗ trợ xây dựng nhà ở, giờ đây ông được sống dưới ngôi nhà mới với niềm phấn khởi bởi sự quan tâm của Đảng Nhà nước đối với người có công. Được trên hỗ trợ thì chúng tôi rất là phấn khởi. Nói chung móng nước xong xuôi đã lên ngang cửa sổ rồi. Thì nhận được tiền để đảm bảo cho cái tiến độ thì khi mà đã chúng tôi đã nhận được cái thông báo của ban chỉ đạo huyện, ban thường trực, ủy ban mặt trận tổ quốc xã thì đã tham mưu cho ban chỉ đạo xây sửa nhà cho của xã là tổ chức là họp đến tất cả thành viên cũng như là mời 15 hộ trong cái dự án này. Ban chỉ đạo thì cũng phân công cho từng thành viên là phụ trách từng hộ, thường xuyên là cái việc mà đôn đốc rồi giám sát rồi là kiểm tra. Thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo từ năm 2019 đến nay, huyện Ân Thi có 391 hộ được phê duyệt xây dựng nhà ở với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 8, có 223 hộ được hỗ trợ giai đoạn 2 đã thực hiện xong. Để hoàn thành theo đúng kế hoạch vào tháng 8 năm 2020, ngay khi có chủ trương, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các ngành liên quan đã sớm triển khai, rà soát đối tượng được hỗ trợ. Cùng với đó, tổ chức giám sát chặt chẽ đối với việc giải ngân nhằm đảm bảo đúng chúng đối tượng cần được hỗ trợ. Chúng tôi đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể giám sát đến các khu dân cư với các đồng chí lãnh đạo. Ban chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đảm bảo đúng đối tượng về cái việc giải ngân thì chúng tôi cũng đã giải ngân với các hộ chính sách là đã hoàn thiện xong trong cái việc xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo thì chúng tôi cũng đã hoàn thành tiến độ đảm bảo đúng thời gian quy định. Đến nay, huyện Ân Thi đã tiến hành giải ngân được trên 90% tiền hỗ trợ cho các gia đình, nhờ đó đã giúp hàng trăm hộ được ở trong căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.